Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Điểm tin sự kiện nổi bật trong tuần do Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Hớn Quản thực hiện, phát trên trang thông tin điện tử của huyện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 10, Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Hớn Quản long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và tuyên dương các điển hình tiêu biểu. Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân 13 xã thị trấn đã tham dự. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ. Phát huy những thành quả đó, trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Hớn Quản đã có những chuyển biến rõ nét, số hội viên ngày càng tăng. Nếu như năm 2009 có 5.412 hội viên, đến nay đã phát triển mới được 2.431 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 7.834 hội viên. Phong trào nông dân giúp nhau giảm nghèo bền vững được triển khai rộng khắp, hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn, các chương trình dự án đã góp phần quan trọng để mình phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp ở nông thôn trong thời gian qua. Nhiều mô hình nông dân tự nguyện liên kết sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó đã có hơn 3.106 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nhân dịp này, Trung ương Hội tặng kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam cho 26 cá nhân đã có công lao đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. Ủy ban Nhân dân huyện, Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 13 tập thể, 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hội và phong trào nông dân giai đoạn 2009-2020. Dịp này, Hội Nông dân huyện cũng đã tri ân 25 đồng chí nguyên là cán bộ Hội Nông dân qua các thời kỳ. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 10, huyện đoàn Hớn Quản tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn đội trường học năm 2019-2020 và triển khai chương trình công tác năm học 2020-2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Mỹ Linh, trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, ban giám hiệu các trường học và cán bộ tổng phụ trách tại các trường cũng đã tham dự. Công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020 có 14 trên 28 liên đội tổ chức cho các em đoàn viên, đội viên tại các trường học tham gia về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ. Hội đồng đội huyện đã trao hơn 100 phần quà và học bổng cho hơn 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình 1 triệu ly sữa và hành trình của những quyển sách đến ngày 30 tháng 6 đã có 28 trên 28 liên đội trong toàn huyện triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình. Đến hơn 14 triệu em đội viên thiếu niên nhi đồng trong toàn huyện và trao hơn 10.000 hộp sữa cho hơn 10.000 em đội viên thiếu niên và nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019-2020 trước tình hình diễn biến phức tạp của COVID-19, các cơ sở đoàn trường học trực thuộc huyện đoàn Hớn Quản đã treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trường học, phát hơn 3.000 tờ rơi tuyên truyền, hơn 2.000 khẩu trang miễn phí, thực hiện công trình bồn rửa tay được 30 bồn rửa tay với tổng kinh phí 20 triệu đồng. Chiến dịch tiếp sức mùa thi đã thu hút 47 đoàn viên học sinh tham gia, tư vấn hướng dẫn cho 200 thí sinh và phụ huynh, giới thiệu điểm ở giá rẻ cho 100 thí sinh, hỗ trợ 100 phần cơm miễn phí. Chương trình tiếp sức đến trường đã trao 38 suất học bổng với tổng trị giá trên 36 triệu đồng cho 38 bạn học sinh. Đã có 30 buổi Chủ nhật xanh, thứ bảy tình nguyện được tổ chức, thu hút 2.000 bạn đoàn viên thanh niên tham gia. Dịp này, một tập thể, một cá nhân được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khen thưởng và nhiều liên đội trường học, các cá nhân phụ trách đội được tỉnh đoàn Bình Phước, Ủy ban Nhân dân huyện và huyện đoàn trao tặng bằng khen và giấy khen. Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hớn Quản phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hớn Quản tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội và phong trào quần chúng phụ nữ chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trịnh Thế Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy và 140 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 13 xã thị trấn và các chi hội các ấp sóc trên địa bàn đã tham dự. Trong thời gian 3 ngày, 140 học viên sẽ được học tập nghiên cứu 6 chuyên đề gồm học tập quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025,
tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, triển khai các văn bản chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, hướng dẫn tổ chức hội nghị chi hội, hướng dẫn công tác nhân sự để bầu ban chấp hành tại đại hội, ban thường vụ, quy chế bầu cử trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hướng dẫn xây dựng chương trình đại hội, triển khai đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp và xây dựng ý tưởng, đề án sản xuất kinh doanh cho cán bộ hội viên phụ nữ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em, thông qua lớp bồi dưỡng nhằm củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở cơ sở vào thắng lợi trong công cuộc đổi mới, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đảng và trong xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 10, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh phối hợp với Phòng Lao động Xã hội huyện và Huyện đoàn Hấn Quảng tổ chức phiên giao dịch việc làm tại huyện Hấn Quảng. Tại phiên giao dịch, các lao động trên địa bàn huyện được tiếp cận thông tin của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động, các doanh nghiệp có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài để giải quyết nhu cầu học nghề và việc làm cho người lao động. Ngoài ra, người lao động còn được hướng dẫn cung cấp thông tin thị trường lao động bằng hình thức trực tiếp giữa người lao động và nhà tuyển dụng và gián tiếp trên trang web của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh và tuyên truyền, tư vấn chế độ, chính sách pháp luật liên quan về lĩnh vực làm, xuất khẩu lao động, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp cho lao động. Phiên giao dịch việc làm là cầu nối giữa các doanh nghiệp và người lao động qua nhiều hình thức trao đổi thông tin, tọa đàm, trực tiếp, gián tiếp. Qua đó, giúp doanh nghiệp tìm kiếm nguồn lao động và người lao động tìm được việc làm phù hợp. Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 10, Ban Chỉ đạo Chiến lược Phát triển Thanh niên huyện Hấn Quảng tổ chức khai mạc giải bóng chuyền Dân tộc thiểu số và tôn giáo mở rộng năm 2020 nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2020. Tham dự giải bóng chuyền Dân tộc thiểu số và tôn giáo mở rộng năm 2020, gồm 13 đội đến từ 13 xã thị trấn trong toàn huyện với 150 vận động viên. Các đội bốc thăm chia cặp, thi đấu loại trực tiếp, thể thức áp dụng theo luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Giải bóng chuyền thanh niên dân tộc và tôn giáo được huyện Hấn Quảng tổ chức vào tháng 10 hàng năm, nhằm phát triển phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao nói chung và môn bóng chuyền nói riêng trong thanh niên dân tộc thiểu số, sớm tạo một sân chơi bình đẳng cho thanh niên, góp phần xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, ngăn chặn tệ nạn xã hội và tăng cường giao lưu hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị trong toàn huyện. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, giải bóng chuyền dân tộc thiểu số và tôn giáo mở rộng năm 2020 đã khép lại, với kết quả giải nhất thuộc về đơn vị xã Minh Tâm, giải nhì đơn vị Thanh Bình, Thanh An, giải ba và Tân Hưng đạt giải khuyến khích. Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Hấn Quảng tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ dưỡng sinh và giải thể dục dưỡng sinh lần thứ 6 năm 2020. Ông Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của huyện và 10 trên 13 xã thị trấn, hội người cao tuổi trên địa bàn đã tham dự. Các đội tham dự giải phải trải qua hai phần thi gồm bài quy định và bài tự chọn. Bài quy định là bài thể dục dưỡng sinh phổ cập 7 động tác, 56 nhịp. Bài tự chọn dưỡng sinh tay không và dưỡng sinh với dụng cụ. Giải thể dục dưỡng sinh huyện Hấn Quảng lần thứ 6 nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục dưỡng sinh trong toàn huyện, tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo điều kiện cho người cao tuổi có dịp giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm qua tập luyện thể dục thể thao nói chung và thể dục dưỡng sinh nói riêng. Dịp này, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện cũng đã ra mắt câu lạc bộ dưỡng sinh. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hấn Quảng luôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng như huyện ủy đánh giá cao về những hoạt động có hiệu quả và chiều sâu, thu hút được chị em phụ nữ ở các khu dân cư cùng tham gia. Thành công đó có được là do nhiều thế hệ hội viên phụ nữ đã cùng nhau chung tay kế thừa và xây dựng. Trong thời gian qua,
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hớn Quản luôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng như huyện ủy đánh giá cao về những hoạt động có hiệu quả và chiều sâu, thu hút được nhiều chị em phụ nữ ở các khu dân cư cùng tham gia. Thành công đó có được là do nhiều thế hệ hội viên phụ nữ đã cùng nhau chung tay, kế thừa và xây dựng. Cô Đào Thị Thanh Lịch, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Phú, là người đầu tiên đứng ra xây dựng hội và nhiều phong trào phụ nữ ngay từ những ngày đầu thành lập xã. Gắn bó với Hội Phụ nữ được gần 25 năm, trong đó 17 năm giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Cô vẫn nhớ như in cái ngày đầu khi mới thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Lúc ấy toàn xã chỉ vỏn vẹn chưa tròn 200 hội viên phụ nữ, điều kiện sinh hoạt của chị em còn thiếu thốn, đơn sơ lắm. Dưới sự đồng hành của cô Đào Thị Thanh Lịch, nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Phú đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức hội không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cho đến nay, mặc dù được nghỉ hưu theo chế độ, song tâm huyết đối với công tác phụ nữ trong cô vẫn luôn tràn đầy. Mong muốn là nó có những cái mô hình cho chị em, còn nhiều chị em phụ nữ còn rất là khổ. Mình hãy giúp đỡ được những chị em nào là mình thấy vui. Cô vẫn mong muốn là có những cái là có những cái nguồn vốn hay có những cái mô hình tạo dựng cho chị em. Thì ngày xưa cô còn làm thì cô cũng lúc bấy giờ là vận động nào là xóa nền đất, làm nền xi măng, nền gạch. Thế rồi thì xóa nhà tranh tre, nứa lá. Rồi thì đấy, lúc bấy giờ thì bọn cô chỉ làm được như thế thôi. Rồi thì cũng xây được mấy cái căn nhà tình thương. Nhà tình thương lúc bấy giờ chỉ 7-8 triệu một căn thôi chứ cũng không có nhiều. Ngày xưa bọn cô làm thì nó không có những cái phương tiện tốt như bây giờ. Thế nên là cô cũng mong muốn là xã hội thì ngày một phát triển. Thì nó như đòi hỏi là cái mức độ, trình độ chị em thì ngày phải cao hơn. Thì mọi các thế hệ trẻ bây giờ phải có cố gắng nhiều hơn để cho phong trào hội được tốt hơn. Không giống như cô Lịch, cô Nguyễn Thị Sinh ở xã Thanh An, sau 22 năm đồng hành cùng phong trào phụ nữ, hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cô đã đưa phong trào hội đến với nhiều chị em, lan tỏa được nhiều chương trình như kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ ba, vận động học sinh đến trường, không bỏ học, đến được với nhiều hộ gia đình. Sau khi về hưu, cô được vận động tiếp tục tham gia hoạt động hội người cao tuổi và giữ chức vụ phó chủ tịch. Dù ở cương vị nào, cô Sinh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cô Sinh vẫn năng nổ, nhiệt tình, tâm huyết và tận tụy với công tác hội. Cô luôn luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó. Vất vả thì muôn vàn cũng vất vả, khó khăn. Cô cũng hiểu rồi sao, hồi đó nó có. Tiền thì chẳng có, sao tích cực thế không biết. Biết đừng sao cô nhiều khi giờ cô cũng bảo chứ ủa sao hồi đó mình tâm huyết. Thì nó có cái tâm huyết, cái phong trào. Làm thì nó cũng có cái vất vả nhưng mà nó cũng vui. Vui là khi mình phải tâm huyết, tức là mình phải thấy được cái hạnh phúc của người dân, hạnh phúc của mình. Khi người ta chưa hiểu, mình phải gặp người ta hiểu. Mình có làm, mình hiểu được như vậy, mình phải làm. Là thế hệ sau đang tiếp bước những tiền đề do các bà, các cô đang dang dở, chị Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Tân Khai, luôn cảm thấy tự hào vì bản thân đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thắp lửa các phong trào, hoạt động của hội, cũng như bảo vệ quyền lợi của chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn thị trấn. Tham gia công tác hội đến nay đã 14 năm, chị vẫn luôn trăn trở làm thế nào để thu hút được hội viên, phụ nữ tích cực tham gia hoạt động hội và phong trào phụ nữ. Bằng tấm lòng, sự nhiệt huyết với công việc, chị đã không ngừng sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong việc tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, các cuộc vận động và phong trào thi đua, cũng như các chuyên đề công tác hội cho hội viên với hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. Khi mà mới tham gia công tác thì bản thân vẫn còn trẻ, nhưng mà được học hỏi từ các cô lớn tuổi. Khi mà nhìn thấy cái thành quả của chị em như là xây dựng các đội văn nghệ ở các khu phố, các chị em mỗi tối vui chơi, ca hát rất là vui. Rồi mỗi buổi chiều thì chị em tập trung đánh cầu lông hoặc là tập yoga, tham gia các hoạt động để gọi là sau một ngày làm việc vui vẻ, chị em phụ nữ ngày một tiến bộ hơn, có suy nghĩ tích cực hơn, biết yêu thương mọi người hơn. Thì bản thân tôi thì đó cũng là một động lực để tôi tiếp tục tham gia công tác. Có thể nói, các mô hình phụ nữ trên các lĩnh vực đã và đang phát huy vai trò của hội phụ nữ các cấp.
vẫn cần lắm những chỉ bảo của các chị, các cô đi trước và tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến của nhiều thế hệ kế thừa. Quý vị và các bạn xem đài thân mến, chương trình Điểm tin nổi bật trong tuần do Đài Truyền thanh và Truyền hình Huyện Hấn Quảng thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.